tập thể dục và thể thao là những hoạt động quan trọng giúp rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra trường hợp một người tập gym bất ngờ ngất xỉu và có dấu hiệu đột quỵ ngay tại phòng tập ở Hà Nội, khiến nhiều người tập gym lo lắng. Anh Đinh Quốc Khánh đã có 5 năm tập gym. Trước đây, anh quyết định tập luyện để cải thiện sức khỏe. Nhưng trong quá trình đó, anh Khánh luôn chú ý lắng nghe cơ thể, tập đúng và đủ để đảm bảo nhịp tim và nhịp thở ổn định. Thì gần đây thì mình thấy trên mạng thì có một trường hợp là một người đi tập gym xong rồi bị tử vong ấy. Thì mình cũng có đọc qua thông tin cái đấy, nhưng mà mình nghĩ chắc là trường hợp đấy là anh đấy là có thể tập quá sức hoặc là trong cơ thể mình có bệnh nhưng mình lại không biết ấy. Thì nếu như tốt nhất là mình sẽ đi tập gym thì mình nên tập đúng vừa sức của mình. Mình nghĩ là cơ thể mình thì nó có cái ngưỡng mệt ấy. Mình tập thấy mệt thì mình nghỉ thôi, chứ không nên tập quá. Thì trước ấy thì mình hay bị kiểu như là hắt xì, sổ mũi, thời tiết nó thay đổi ấy. Nhưng mà mình tập này thì mình thấy cơ thể nó không bị như cái đấy nữa, mình cảm giác khỏe hơn. Theo các bác sĩ, việc theo dõi nhịp tim trong quá trình tập luyện là rất quan trọng vì nó giúp đánh giá tình trạng tim. Nếu nhịp tim vượt quá giới hạn an toàn trong thời gian dài, cơ thể có thể bị quá sức, tăng nguy cơ mắc các biến chứng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Trong quá trình tập, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường, người tập nên dừng và nghỉ ngơi. Đối với phần lớn mọi người, thì thời gian tập luyện lý tưởng sẽ dao động trong khoảng 30 đến 60 phút, bao gồm cả thời gian khởi động và thư giãn sau tập. Người mới bắt đầu nên làm quen với các bài tập nhẹ nhàng, có cường độ thấp, rồi từ từ tăng dần lên khi sức bền của bản thân được cải thiện. Việc tập thể dục nhiều hơn 1 tiếng đồng hồ, đặc biệt là trong trường hợp không phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sẽ dẫn tới tình trạng quá tải, khiến cho cơ thể căng thẳng, gia tăng nguy cơ bị chấn thương, nghiêm trọng hơn là gặp phải các vấn đề về tim mạch. Đối với các bài tập tăng thể lực thì cần giúp thụ nặng thì đòi hỏi người bệnh phải nắm vững được các động tác trong quá trình tập và sẽ thay đổi dụng cụ tập từ nhẹ cho đến nặng. Thì tránh tuyệt đối các bài tập ép khí ở ngực có thể làm tổn thương đến não bộ của bệnh nhân và phải học kỹ thuật tập thở đúng. Để hạn chế những rủi ro, trước khi chọn bất kỳ một môn thể thao nào, mọi người cần kiểm tra thể lực của mình. Đặc biệt, đối với những người mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, phổi, huyết áp hay các vấn đề về cơ xương khớp, việc tham khảo ý kiến bác sĩ là rất cần thiết.